Câu chuyện chàng học trò và con yêu tinh của nhà xuất bản Mỹ Thuật. Ngày xưa có một nhà giàu, nhà ấy ruộng trên ao dưới, trâu, bò, gà lợn, đầy chuồng đầy sân, không sao đếm xuể. Nhà ấy còn có con gà trống rất đẹp mã. Ngày nào cũng vậy, từ sớm tinh mơ nó đã dõng dạc gáy báo thức. Tiếng gáy rất to, vang vọng khắp các làng trên sầm dưới. Một hôm gà trống mải miết kiếm ăn nên bị lạc vào một lũy tre rộng rịt, không tìm được lối ra. Con gà bị mắc kẹt trong lũy tre suốt bao nhiêu năm, cuối cùng nó biến thành tinh. Yêu tinh gà hay biến hóa để trêu đùa mọi người và gây ra bao nhiêu việc rắc rối phiền toái. Nó còn giận ông chủ mất con gà quý mà không chịu đi tìm, nên thường hiện về phá phách, hủy hoại tài sản của ông ta. Không làm sao được, cuối cùng ông chủ đành phải khăn gói đi tìm pháp sư về để trừ khử nó. Vị pháp sư cung bái bùa chú suốt mấy ngày liền nhưng vẫn không diệt trừ được yêu tinh gà. Ban ngày nó im hơi lặng tiếng, nhưng cứ đêm đến nó hòa phép khiến cả bờ tre ngả nghiêng kêu ken két đến rợn người. Rồi nó vào nhà quấy phá, không cho ông chủ và cả vị pháp sư được yên. Vị pháp sư bắt quyết trừ tà thì nó cười khanh khách bỏ đi, để lại một cái chuông, một cái mõ và một cục bướu to tướng trên đầu pháp sư. Vị pháp sư đành phải lắc đầu chịu thua. Ông chủ lại phải lặn lội đi tìm nhiều vị pháp sư cao tay khác, nhưng họ cũng đều thất bại, không ai trị nổi con yêu tinh gà. Một hôm có anh học trò lỡ đường ghé vào xin ngủ nhờ. Anh ngạc nhiên thấy cảnh nhà hoang tàn, còn ông chủ thì ngồi bó gối rầu rĩ. Anh hỏi căn nguyên, ông chủ buồn bã kể lại mọi chuyện, rồi ông khóc lóc nói rằng: "Chỉ vì con gà tinh này mà cơ nghiệp của tôi đổ xuống sông xuống biển cả rồi." Anh học trò an ủi ông và bảo: "Tôi sẽ giúp ông. Ông hãy dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, còn chút của cải nào thì hãy bắt chuyển hết đi nơi khác. Trong mấy ngày tới tôi sẽ không bước chân ra khỏi cửa. Ông nhớ chuẩn bị cơm nước, đèn dầu cho tôi đầy đủ." Từ hôm ấy, suốt ngày suốt đêm anh học trò miệt mài ngồi học tịnh, không rời khỏi ngôi nhà một bước nào, nhưng vẫn chưa thấy yêu ma. Mãi đến đêm thứ ba nó mới hiện ra. Nó đứng ở đầu nhà đập cánh phành phạch rồi gào rú gây rợn. Anh học trò vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Con yêu tinh bực quá xông vào nhà thổi tắt đèn. Anh học trò bình thản châm đèn lên và tiếp tục đọc sách. Yêu tinh lại biến thành hình thù kỳ quái, leo lên mái nhà, gỡ ngói, thò cổ xuống dọa nạt. Nó làm đủ mọi trò nhưng anh vẫn không thèm để ý đến. Đã thế anh lại còn vừa đọc vừa vỗ đuổi, cười ha hà, ra chiều đắc ý lắm. Yêu tinh bực lắm, nó xoay mấy vòng hóa thành một con rắn to cuộn tròn trên giường anh học trò. Rắn vươn cổ phun phì phì, rất dữ tợn. Nhưng anh học trò làm ra vẻ không hề nhận ra. Anh còn đứng dậy đi vòng quanh phòng như người đi dạo, mắt không rời khỏi cuốn sách. Thấy vậy, không làm gì được anh học trò, yêu tinh vẫn hết công lực biến thành một cô gái đẹp, lả lơi, quấn quýt bên anh. Ông chủ nhà vừa thức giấc, thấy vậy hoảng hốt la lên: "Anh đừng mắc lừa cô ta, à chính là yêu tinh hóa ra đấy." Anh học trò khi đấy mới quay phắt lại, tóm chặt tay con yêu tinh bảo rằng: "Ta là người ngay thẳng, sợ gì đám yêu ma các ngươi chứ? Mau hiện nguyên hình, kiểu ta thiêu cháy ngươi thành tro bụi đấy." Quả nhiên trong chớp mắt, yêu tinh hiện nguyên hình. Anh học trò nói tiếp: "Ngươi muốn gì thì nói ra xem, ta có giúp được không? Căn cứ gì mà quấy phá tắc oai tắc quái, rồi ngươi sẽ bị trời tru đất diệt đấy." Yêu tinh gầm gừ: "Anh quả là người cứng bóng vía, không sợ gì ma quỷ. Nhưng học trò chân yếu tay mềm, nghèo rớt mùng tơi thì giúp sao nổi ta mà dám mạnh miệng thế."
anh học trò cười và bảo rằng: "Có trời chừng giám, ta sẽ hết lòng giúp ngươi." Yêu tinh gà khi ấy mới nói: "Tôi vốn là một con gà trống, dậy nắng dầm mưa suốt mấy mươi năm mới hóa thành thế này. Tôi đã chờ đợi ông chủ đến cứu tôi, nhưng ông ấy không hề đoái hoài đến. Vì thế tôi rất hận ông ấy và đã quậy phá cho hà dạ. Xin anh giúp tôi thoát khỏi cảnh này. Nếu được siêu thoát, tôi sẽ không phiền toái gì nữa." Rồi yêu tinh gà dẫn anh học trò ra lụy tre và chỉ cho anh chỗ nó bị mắc kẹt khi xưa. Anh học trò chưa kịp nói gì thì một luồng gió lạnh buốt thổi tới, lụy tre rậm rịt đầy gai góc xào xạc, là tre rụng rào rào và yêu tinh gà vụt biến mất. Anh học trò kể cho chủ nhà biết mọi việc. Ngay hôm sau, ông chủ cho người chặt hết bụi tre mà yêu tinh đã chỉ cho anh học trò. Người ta tìm thấy xác một con gà trống, nhưng trông rất kỳ lạ bởi phần đầu và đuôi to khác thường. Xóm giềng biết chuyện, kéo đến xem rất đông. Người ta xôn xao bàn tán, thì ra con vật cũng có tình cảm như con người, không thể đối xử vô tình, tệ bạc với chúng được. Anh học trò bảo mọi người chất củi, hỏa táng con gà cho nó được siêu thoát, đầu thai làm kiếp khác tốt đẹp hơn. Dân làng trầm trồ khen anh học trò học rộng, tài cao, trị được cả tà ma. Anh khiêm tốn cảm ơn mọi người đã quá khen và bảo: "Sống ở trên đời, con người là tài giỏi nhất. Có thể quy phục được bọn ma quỷ hay quấy nhiễu, mọi người đều gật gù khen anh nói phải." Từ hôm đó, cuộc sống trong ngôi làng nhỏ bình yên trở lại. Ông chủ nhà chút bỏ được mọi nỗi lo lắng, buồn phiền. Chẳng bao lâu sau, nhà ông lại sung túc như trước. Ông mời anh học trò lưu lại nhà, học hành đợi đến kỳ thi. Tới ngày anh học trò lên kinh dự thi, ông chủ băn khoăn đãi anh rất hậu. Ông sai bày tiệc tiễn anh lên đường và cảm kích nói với anh: "Anh là ân nhân của chúng tôi, nhờ có anh mà ma quỷ bị xua tan, chúng tôi được yên ổn làm ăn." Câu chuyện đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em nhé. Bye bye.